Rồi, chào các bạn. Mình sẽ quay trở lại giới thiệu các bạn một cái sản phẩm khác của Simac. Và trên tay mình đang cầm ở đây là hai cái đôi bao tay của Simac. Một cái là mã hàng là H0005 và một cái là mã hàng H0006 ha. Và cái đôi bao tay ngắn của mình là kích thước là 10 inch, tương đương với khoảng 26 cm. Bao tay dày của mình á là 14 inch, tương đương với khoảng 36 cm. Thì ở đây á, các bạn nhìn thấy cái đôi bao tay ngắn này chúng ta sử dụng trong những cái điều kiện bình thường. Ví dụ như chúng ta có thể là sử dụng trong cái điều kiện là chúng ta khuân vác vật nặng, ginh, hoặc là chúng ta có thể sử dụng trong quá trình chúng ta hàn để đảm bảo cho cái bảo vệ được cái bàn tay của chúng ta, tránh bị những cái tia lửa văng vào gây nóng phỏng. Rồi thì các bạn nhìn thấy cái bên ngoài của cái sản phẩm bao tay này á, thì ở phía mặt trên, cái mặt lưng của bao tay á, thì nó kết hợp giữa cái phần giả da và phần vải. Còn mặt dưới thì toàn bộ là được làm bằng chất liệu là giả da. Chúng ta có thể nhìn thấy, thì khi mà chạm tay vào cái bao tay này, chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thuận tiện cho quá trình chúng ta làm việc. Khi mà mình xỏ tay vào á, thì mình cảm giác nó rất là nhẹ và dễ dàng cầm nắm những cái vật chúng ta cần cầm. Thì trong quá trình mà các bạn sử dụng để chúng ta có thể làm việc á, thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng những cái đôi bao tay. Bởi vì trong những cái điều kiện chúng ta làm việc thì luôn luôn có thể gặp là những cái nguy hiểm, hoặc là chúng ta có thể bị phỏng, hoặc là những cái vật có thể là rơi trúng hoặc là đâm xuyên ha. Thì nó không phải là dùng để chống vật nhọn, nhưng mà nó sẽ đảm bảo phần nào đó trong quá trình chúng ta làm việc nó an toàn hơn. Đó là cái đôi bao tay ngắn. Và đây là cái bao tay dài. Bao tay dài này thì nó được gia công và may rất là kỹ. Ở bên ngoài chúng ta không nhìn thấy được cái đường chỉ may của cái bao tay này đâu ha. Thì đối với bao tay này thì cái cảm giác khi mà các bạn cầm lên rất là nặng và dày. Hầu như là nó được bảo vệ tốt hơn cho đôi bàn tay của chúng ta rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy được rằng cái bao tay này nó được cấu tạo toàn bộ là bằng lớp giả da bên ngoài, mặt lưng và cả mặt lòng bàn tay. Và cái chiều dài của nó là 14 inch thì rất là thuận lợi, và nó dài qua khỏi cả cái bàn tay của chúng ta ha. Thì nó lên khoảng nửa cái khuỷu tay của mình đó. Thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho quá trình chúng ta làm việc. Thì ở đây cái điều kiện làm việc của cái bao tay này là chúng ta sử dụng để chúng ta hàn. Thì hàn thì sẽ tránh được cái phần mà những cái tia lửa có thể văng vào bàn tay, hoặc là cái chịu nhiệt độ nóng của cái tia lửa và nhiệt độ nóng của hàn. Thì mình đang mở cho bạn coi ở bên trong này. Ở phía mặt trong này nó được làm bằng hai lớp các bạn. Ở phía từ cái bàn tay trở về gần cái khuỷu tay á, thì nó được làm bằng một lớp giải jean ha. Cái giải giống như trong quần jean của mình á. Rồi còn cái bên trong cái lòng bàn tay á, làm bằng một cái lớp vải rất là mềm và mát. Cảm giác mà khi chúng ta cho cái bàn tay chúng ta vào cái bao tay này, cảm giác rất là mát và mềm mại ha. Rất là cảm giác rất là thoải mái khi chúng ta sử dụng đeo trong cái thời gian dài mà chúng ta làm việc. Thì mình đang tháo nó ra cho các bạn xem bên trong luôn đó. Cái cảm giác mà khi chúng ta cầm vào cái khu vực này rất là mát mẻ nè, rất là êm, nó giống như là một cái lớp vải nhung vậy đó các bạn à. Đó. Thì cả hai sản phẩm này đang có mặt tại thiết bị dụng cụ điện Thanh Trúc. Các bạn có thể truy cập vào website đồnghesửachua.com hoặc liên hệ số điện thoại 0938443479 để đặt hàng. Giá sản phẩm thì ở phía dưới video clip trong cái phần mô tả, thì các bạn có thể xem và tham khảo giá. Thì đối với những cái bao tay mà chúng ta dùng để hàn, hoặc là chúng ta trong quá trình chúng ta lao động, chúng ta nên sử dụng sẽ an toàn hơn cho chúng ta trong quá trình làm việc, sẽ không có phải gặp những cái chấn thương hoặc là những cái trường hợp không may xảy ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều.